Xin chào các bạn nhé. Thì bên em nay lại về được Fujitsu từ kem phòng 8 truyền điện CBN. Lần này chịu va đập thì châu bò nhé. Đầu có 3 mặt cắt. Mặt cắt trong công ty còn mà nó thái ra vẫn còn rất là đẹp nữa các bạn nhé. Cái này mới là hiện tại hãng đang bán là 850.000 một viên. Hãng hiện tại đang bán 850.000 một viên. Mitsu chất lơ luôn, không có một vết gọi là mé sứt gì cả, như mới. Đây em zoom cho bác xem. Mitsubishi, bác nào cần check ấy, thì đúng kỹ THBC8130, bác cứ check coi viên này có phải là 850.000 viên không. Bác nào có nhu cầu mà tiện thép so nhiệt mà va đập các thứ là bác cứ quại con này bao luôn các bác, quại va đập thoải mái.